Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri phát sóng định kỳ tối thứ ba hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin phản ánh về hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nổi bật trong tuần qua. Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự tập huấn có đại diện ủy ban bầu cử, thư ký, tổ chuyên viên giúp việc ủy ban bầu cử cấp tỉnh và cấp huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt hướng dẫn các quy định về đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu và các tổ chức phụ trách bầu cử, cử tri và danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử ngày bầu cử, trình tự bầu cử, cách sử dụng một số biểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình và thời gian theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Cao Bằng được chia thành hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, số đại biểu được bầu là 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu theo đơn vị bầu cử, bầu không quá 5 đại biểu trên một đơn vị bầu cử. Chậm nhất ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử các cấp lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Chậm nhất ngày 28 tháng 4, Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Ngày 3 tháng 5, Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu mà mình phụ trách. Ủy ban bầu cử tỉnh, ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận 12 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 99 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026, không có hồ sơ nào tự ứng cử Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tiếp nhận được 653 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, không có hồ sơ nào tự ứng cử. Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn tiếp nhận được 6.581 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026, không có hồ sơ nào tự ứng cử. Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác chuyên truyền sâu rộng. Qua đó, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, hội đồng nhân dân mang trọng trách sử dụng quyền lực của nhân dân để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền, phản ánh những vấn đề trong đời sống nhân dân đến những nơi có trách nhiệm. Đi qua một nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16 đã hoàn thành sứ mệnh của mình bằng tất cả trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã để lại nhiều dấu ấn về sự đổi mới trong hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Nổi bật, đổi mới nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị nội dung và phương thức tổ chức các kỳ họp, từ việc tổ chức khảo sát trước khi thẩm tra, thảo luận tại tổ đại biểu đến rút ngắn thời gian trình bày tài liệu, tăng thời lượng thảo luận, chất vấn những vấn đề trọng tâm, bức xúc đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến, thảo luận, đóng góp nội dung kỳ họp như tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tham gia phản biện công khai, dân chủ các nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau trước khi hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã quyết định khối lượng lớn nội dung quan trọng với 213 nghị quyết được ban hành các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh vừa bảo đảm quán triệt và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vừa thể hiện tính năng động, sự vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Một số nghị quyết đặc thù như nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nghị quyết phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư và nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết về bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn, Trà Lĩnh, Cao Bằng – đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Trước kia chưa có cái cầu và cái cái cầu và cái đường đi qua đây thì bà con nhân dân đi lại rất là khó khăn phải đi qua cái cầu tạm và có rất là nhiều lần ý kiến của cử tri của phố Dạ Hương có nhiều lần ý kiến để xây cái cầu và cái đường đi qua đây và hiện nay thì cái cầu và cái đường đã xây xong và đã được đáp ứng cái nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân thì bà con nhân dân rất là vui mừng phấn khởi khi có cái cầu và cái đường giao thông đi qua phố địa phận của phố Dạ Hương thị trấn Nước Hai để tạo điều kiện cho nhân dân là đi lại với nhau dễ dàng này giúp cho bà con nhân dân là giao thương vận chuyển hàng hóa góp phần nâng cao vật chất tinh thần đời sống của nhân dân đồng thời cũng làm thay đổi sâu sắc cái bộ mặt của nông thôn bên cạnh công tác chuẩn bị Tổ chức kỳ họp và ban hành những quyết sách ghi dấu ấn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nội dung đột phá với chủ đề nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát theo quy trình khép kín từ giám sát, quyết định, giám sát đồng bộ từ Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực các ban đến các tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả giám sát là cơ sở để thẩm tra, tổ chức chất vấn, giải trình. Nghị quyết, kết luận của Hội đồng Nhân dân tỉnh là căn cứ tổ chức giám sát, bảo đảm các vấn đề phát sinh, bức xúc và các giải pháp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đến kết quả cuối cùng. Đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nhân dân thực hiện cái nội dung đột phá với chủ đề là nâng cao chất lượng hiệu quả việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân với cách làm quyết liệt hơn cụ thể hơn đó là tất cả các nội dung vụ việc mà chậm được giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc mà cử tri đề nghị thì đều được phân công có người giám sát thường xuyên liên tục và cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm với cách làm này chỉ đạo của đảng đoàn như vậy thường trực hội đồng nhân dân đã trong nhiệm kỳ đã lựa chọn được 96 nội dung nổi cộm bức xúc chậm được giải quyết cho đến nay thì đã có 72 trên 96 vụ việc được giải quyết dứt điểm. Còn số còn lại thì đã được giải quyết một phần và tiếp tục giải quyết. Sự gắn bó với cử tri không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Bởi chỉ có gắn bó với cử tri, sâu sát với thực tiễn, Hội đồng nhân dân mới nắm bắt được những vấn đề bức xúc, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà làm việc cho hợp lòng dân. Nhiều nỗ lực của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện trong suốt thời gian qua nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiết này. Đó là đổi mới tiếp xúc cử tri, các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức sát với đối tượng và địa bàn dân cư. Việc xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri được thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân bàn bạc thống nhất báo cáo tại kỳ họp. Sau kỳ họp, trả lời kịp thời với cử tri và tổ chức triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu và dành thời gian thỏa đáng cho việc đi khảo sát thực tế tại cơ sở và trong nhân dân. Những nội dung giám sát trong các kỳ họp, giám sát chuyên đề đã chạm đến những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm nên nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Có thể nói, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên quê hương cách mạng trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, thiết chế dân chủ ngày càng thể hiện sự văn minh, tiến bộ trong hệ thống chính trị ở nước ta. Dân chủ ngày càng được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân và trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhất là trong việc tạo điều kiện và môi trường nhằm phát huy sức dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp đặc biệt là Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới sáng tạo chất lượng và hiệu quả những cái kết quả mà tỉnh đạt được thì trong đó có cái vai trò đóng góp của Hội đồng Nhân dân tỉnh một là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân chuẩn bị rất tốt các cái nội dung trước khi họp hội đồng khi mà đưa ra hội đồng thì đều tạo được cái đồng thuận. Thứ hai là trong các cái kỳ họp Thì có rất nhiều cái đổi mới từ nội dung của kỳ họp, thời gian của kỳ họp, thời gian thì rút ngắn, nội dung thì tập trung vào những vấn đề là trọng tâm, những vấn đề chiến lược, những vấn đề khó khăn, những vấn đề bước xúc lấy cái nội dung mới là khó khăn bức xúc của người dân để chất vấn và trả lời chất vấn vì vậy ấy là nhân dân theo dõi là đánh giá rất cao cái lĩnh vực thứ ba sau cái cái cái, cái kỳ họp ấy, thì ban hành kịp thời các cái nghị quyết để cho ủy ban triển khai tổ chức thực hiện tôi mong rằng cũng như là yêu cầu hội đồng của cái khóa tới này chỉ còn có mấy tháng nữa thôi mà chúng ta tiến hành tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thì cái nhiệm kỳ tới này thì trước mắt là phải tập trung là cùng với các cái cơ quan cụ thể hóa cái nghị quyết đại hội 13 của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 bằng các cái cơ chế bằng các cái chính sách bằng các cái nghị quyết nó thiết thực hiệu quả việc thứ hai trước mắt là phải tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 10 năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 đấy là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng cái việc thứ ba là tiếp tục phải đổi mới hơn nữa phải tăng cường cái tiếp xúc cử tri lấy những cái khó khăn những cái bức xúc của nhân dân làm cái nội dung hoạt động của hội đồng để chất vấn và trả lời chất vấn tôi hy vọng rằng với cái đổi mới sáng tạo cái phát huy cái truyền thống cái kinh nghiệm cái hiệu quả cái cách làm trong năm năm qua để chắc chắn rằng là nhiệm kỳ tới hội đồng nhân dân sẽ có nhiều đổi mới để cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân rất khoát phải đưa cao bằng phát triển nhanh và bền vững với những kết quả đạt được từ sự nỗ lực thay đổi hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của đại biểu, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã góp phần giúp cử tri ngày càng tin tưởng vào Hội đồng Nhân dân. Vai trò, vị thế của Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng được tăng cường, góp phần lớn vào sự phát triển vươn xa của tỉnh nhà. Đây cũng sẽ là nền tảng để thường trực, các ban cũng như các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nỗ lực gặt hái nhiều kết quả nổi bật hơn trong thời gian tới. Những tháng còn lại của nhiệm kỳ thì chúng tôi tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của các cơ quan trung ương, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy để hội đồng tỉnh thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao. Nội dung thứ hai là cùng với ủy ban bầu cử tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thứ ba là tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng Nhân tỉnh để giải quyết các cái công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Nhân tỉnh đến khi Hội đồng Nhân tỉnh khóa mới, khóa 17 được bầu ra. Nhiệm kỳ 2016-2021 sắp khép lại để bước vào một nhiệm kỳ mới. Tin tưởng, những người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm góp sức cùng hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong quá trình hội nhập, xứng đáng là người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, tiếng nói và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, ghi dấu ấn đậm nét về cơ quan dân cử của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri số phát sóng tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư dân cử theo địa chỉ Ban biên tập chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng số 87 Phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc qua địa chỉ email chuyên mục dân cử cb com Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.